Mến chào các bạn thân mến. Kali của Phương đang chuẩn bị bước vào mùa lễ Halloween rồi đó các bạn. Mọi người đang rất là nôn nao kéo nhau ra vườn bí để lựa bí mua về chưng cho lễ đó các bạn. Vợ chồng mình cũng vậy, sáng thức dậy sớm để đi ra vườn bí, hy vọng là sẽ chọn được những trái bí vừa ý đó. Các bạn thấy đó, vườn bí hôm nay nó có rất là nhiều loại bí để cho mình lựa chọn. Pumpkin màu cam thì mình hay thường thấy ha các bạn ha. Hôm nay mình cũng thấy có loại bí sọc nè. Rồi có những trái bí nó có cái màu và hình dáng giống như là trái bí rợ của Việt Nam của mình đó ha các bạn ha. Rồi hình như có bí trắng đó nè. Đẹp quá ha các bạn ha. Mình cũng lóa mắt luôn, mình cũng không biết chọn trái nào. Ông xã của mình nãy giờ ảnh cứ đi tới đi lui đi qua hết cái khu bí này rồi lại qua cái khu bí khác. Cũng chưa được trái bí nào vừa ý hết. Mình thì bận rộn chạy tới chạy lui lăng xăng để quay mấy cái trái bí khoe với các bạn nè. Đó các bạn thấy không? Ảnh đang đứng trước một đám bí, đứng suy nghĩ tần ngần mà cũng chưa chọn được trái bí nào. Rồi lại đi tới đi lui nữa nè. Không biết cuối cùng rồi có chọn được trái bí nào vừa ý để trưng lễ cho mấy đứa con nít tới nhà nó xin kẹo hay không nữa. Các bạn cũng biết đó, lễ Halloween là lễ của con nít, nó cũng na ná như là lễ Trung Thu của con nít Việt Nam mình đó ha các bạn. Nhưng mà lễ Trung Thu thì nó nhẹ nhàng, mình ăn bánh Trung Thu nè, mình chơi lồng đèn. Còn lễ Halloween ở đây thì có một chút ghê rợn ha các bạn ha. Tại vì nó giống như là con nít thường nó hay bận những cái bộ đồ trang phục gọi là custom đó các bạn, giống như là đồ ma, đồ những cái đồ kinh dị á. Nhưng mà mình thì mình thấy sợ quá, mình chỉ thích những đứa con nít bận đồ hiền hiền như là Angel Hero hay là Batman hay là Super Hero thôi ha các bạn ha. Các bạn biết không, hồi tối đó mình đi ngang qua đây mình thấy đèn sáng trưng mà con nít đông ơi là đông. Ba mẹ đưa tụi nó đến chơi các trò chơi như vậy này các bạn. Rồi thế nào cũng mua bí mang về. Cho nên là mấy ông chủ vườn bí bây giờ khôn lắm. Mùa bí năm nào họ bán bí họ cũng có những trò chơi mấy cái chamber vậy nè các bạn. Để con nít đi ngang qua là thế nào cũng đòi cha mẹ ghé vô. Chơi một chút là thế nào cũng đòi mua bí. Thế là mấy ổng sẽ bán được rất là nhiều bí cho mà coi. Đó, có em bé kia đã chọn được bí rồi kìa. Không biết ông xã Phương đã chọn được trái bí nào chưa? Ổng đâu mất tiêu rồi không biết nữa. Hôm nay mình đi buổi sớm để mình chọn được bí nó đẹp cho nên còn vắng quá ha các bạn. Chứ hồi tối hôm qua mình đi ngang mình thấy đông ghê luôn đó. Đông như vậy thì cũng khó lựa lắm. Tại vì lớp thì người lớn, lớp thì con nít chạy lăng xăng nhưng mà đèn thì sáng trưng vậy đó các bạn. Mình đi ngang mình nhớ giống như hồi mình còn nhỏ, những lúc mà Tết ở Việt Nam đó các bạn. Buổi tối đó bà ngoại của mình hay dẫn mình đi chợ Tết buổi tối. Rồi nó có mấy cái vườn dưa hấu đó các bạn ha, mấy cái vựa dưa hấu đó người ta cũng giăng đèn lên sáng trưng, làm mình nhớ hồi nhỏ của mình quá chừng luôn. Ồ, bây giờ ông xã của mình ổng lựa được 5 trái rồi đó các bạn. Một trái màu cam thì chắc có lẽ để ổng sẽ khắc cái hình trái bí vào ngày lễ. Còn mấy trái kia thì trưng, còn cái trái mà giống bí rợ của mình đó thì cái ông bán bí ổng nói rằng sau khi chơi xong thì lấy ra để nấu ăn chứ không có khắc được đâu, tại vì cái vỏ của nó dày lắm đó các bạn. Đó, bây giờ ổng đã lựa được mấy trái bí vừa ý rồi đó. Ổng đang chất vô xe để đẩy về đó các bạn. Vậy là mình hoàn thành xong cái nhiệm vụ đi mua bí ha các bạn ha. Sau khi vợ chồng mình rời vườn bí thì mình sẽ đi đến một cái chợ ta kẹt để mình mua kẹo chuẩn bị cho mấy đứa con nít đó các bạn. Lễ Halloween có bí mà không có kẹo thì cũng như là nó chưa có hoàn hảo đó các bạn. Ngày 31 tây tháng 10 mỗi năm ở đây người ta tổ chức lễ Halloween cho con nít. Trời chạng vạng tối thì con nít bắt đầu mặc những cái bộ trang phục mà chúng nó thích, rồi nó đi lòng vòng trong xóm, nó sẽ đến gõ cửa từng nhà để xin kẹo đó các bạn. Bây giờ thì mình đã vô chợ Target rồi nè. Và mình đang đi lựa kẹo đây. Nhiều kẹo quá ha các bạn ha.
Mình lớn như thế này mà mình thấy kẹo mình còn ham, huống hồ gì con nít hết các bạn. Mình đang lựa kẹo để cho con nít nè. Năm nay chắc mình cũng không mua nhiều vì mình dự định sẽ mở cửa khoảng vài tiếng đồng hồ thôi. Khi trời tối hẳn thì chắc có lẽ mình chỉ để kẹo ở phía trước. Con nít nào tới thì tự lấy chứ mình không dám ra mở cửa. Năm nay mình cũng cảm thấy hơi sợ không có được an toàn đó các bạn. Cho nên là chắc có lẽ mình cũng chỉ mở cửa phát kẹo một vài tiếng khi trời còn sáng sáng thôi. Đó các bạn thấy không? Nhiều kẹo quá. Mình đi tới đi lui mình lựa hoài mà cũng chưa biết lựa kẹo gì. Mình muốn lựa cái kẹo nào mà mình cũng thích để một phần mình để lại mình ăn, còn một phần thì mình sẽ phát cho mấy đứa con nít đó các bạn. Đó các bạn thấy không? Rất là nhiều lựa chọn cho mình để mình lựa mình cho con nít. Nhiều quá ha các bạn ha. Mình nghĩ là chắc cái mấy cái hãng kẹo nó cảm ơn người nào đã nghĩ ra cái ngày lễ Halloween này đó. Tại vì hàng năm mà mỗi lần lễ như vậy á thì họ bán không biết bao nhiêu là kẹo đó luôn ha các bạn ha. Nguyên một cái section kẹo toàn là bán kẹo không đó các bạn, thấy mà ham luôn đó. Nè các bạn, kẹo này là mình thích lắm nè, chứ lại cái kẹo này nè các bạn, ở trong nó có cái bơ đậu phộng á, ở ngoài nó là sô cô la, ở trong nó có bơ đậu phộng cắn vô nó béo béo, mình thích lắm. Cho nên là mình sẽ mua cái loại kẹo này. Để một phần thì mình để ăn, còn một phần mình cho con nít. Còn mấy cái loại kẹo này thì cái giấy gói của nó sẽ có mấy cái hình mặt ma đồ này nọ đó các bạn. Con nít nó thích lắm. Mình hỏi ông xã là mua một bịch kẹo này có đủ chưa? Thì ông nói chắc cũng đủ rồi. Năm nay chắc mình cũng không mua nhiều giống như các mình nói với các bạn đó. Mình chỉ mở cửa phát kẹo vài tiếng đồng hồ. Rồi sau đó mình sẽ bỏ kẹo vô cái xô này nè các bạn. Mình sẽ để trước cửa nhà. Rồi con nít nào tới trễ thì tự lấy kẹo thôi. Các bạn biết không, có nhiều em phá lắm, tới là lấy nguyên một xô luôn. Bây giờ mình chuẩn bị đi qua cái khu khác, đó là cái khu bán phim, bán truyện cho con nít đó các bạn. Trong mùa lễ Halloween, các shopping họ khôn lắm đó các bạn. Họ sống nhờ những cái mùa lễ này nè. Bây giờ là hệ lễ Halloween cho nên là họ trưng toàn là sách phim về lễ Halloween không đó các bạn. Mấy đứa cháu của mình nó thấy nó cũng mê lắm. Mình nhìn mấy quyển sách như vậy, mình nhớ khi mình còn nhỏ đó, mỗi lần nghỉ hè mình có dịp thì mình được ba của mình hay là người dì út của mình đó lấy những cái cuốn truyện mà có tiếng Anh hoặc là tiếng Pháp như vậy nè kể cho mình nghe. Mình mê thiệt là mê, tại vì truyện nó vừa hay mà hình nó vừa đẹp nữa. Mình cứ có nghe hoài mà không có chán luôn đó các bạn. Rồi khi mà kể xong cái cuốn truyện đó sẽ được cất trên tủ, mỗi lần mình đi ngang mình cứ ngắm hoài giống như bây giờ mình đang ngắm lại những cuốn truyện và nhớ về tuổi thơ ấu của mình đó các bạn. Ai cũng có một tuổi thơ ấu rất là đáng yêu và khó quên phải không các bạn. Chúc các bạn một mùa Halloween vui vẻ nha. Hẹn gặp lại các bạn nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cuốn video này. Phương còn có thể sẽ có một cuốn video khác giới thiệu với các bạn về các custom nữa nha các bạn. Chào các bạn.